sẽ là phần chơi tiếp theo rất dễ thương đang chờ đợi các học viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đó chính là phần chơi Nụ cười chiến sĩ. Tôi có một người bạn thân đã tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự. Và thời gian đầu, giống như tất cả những học viên khác, phải tham gia vào một khóa học đào tạo bắt buộc. Đó là lên lục quân 1 năm và luyện tập như các chiến sĩ. Vâng. Sau đó mới trở về học. Người bạn ấy đã chia sẻ rằng là những tháng đầu tiên thực sự là quá vất vả. Vì chưa quen với cái nhịp sống bộ đội. Có nghĩa là dậy từ 4 giờ sáng và luyện tập. Thế nhưng mà sau đó một thời gian lại thấy là khoe là sức khỏe lên rất nhiều. Vâng. Thường xuyên là luyện tập thể thao, đá bóng rồi là tham gia các hoạt động về văn nghệ. Và sau đó cuối cùng là cũng không muốn trở về học văn hóa ngay mà muốn ở lại trong lục quân một thời gian nữa. Vâng ạ, chắc chắn rồi ạ. Môi trường quân đội là môi trường tuyệt vời nhất để rèn luyện cho mỗi thanh niên trẻ về bản lĩnh chính trị, về tính kỷ luật, về tinh thần đồng đội. Và trên tất cả thì đó cũng là một môi trường rất là tình cảm. Tình đồng đội, đồng chí nó gắn kết những thanh niên với nhau. Bây giờ thì các học viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự sẽ trở lại trên sân khấu để gửi tặng tới chúng ta một tiết mục thể hiện tài năng của họ. Đó là hòa tấu nhạc cụ. Là chiến sĩ sẽ được làm công việc mà mình yêu thích nhất, đó là chọn ra những lá thư với thật nhiều tình cảm nồng ấm nhất mà quý vị gửi về cho chương trình trong tuần vừa qua. Đầu tiên là lá thư đến từ khán giả Nguyễn Đình Trương, hiện nay đang sống tại Phú Mỹ, Minh Hòa, huyện Hưng Hòa của tỉnh Thái Bình. Trong thư, khán giả có gửi tặng một bài thơ cho chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Cứ đến thứ sáu hàng tuần, ông bà con cháu quây quần bên nhau, ngồi xem màn TV màu Tôi là chiến sĩ, cùng nhau thỏa lòng. Nhạc hiệu vừa mới dạo xong, Hoàng Linh Đức Bảo bên trong ra chào. Nói cười trông thật đẹp sao, giới thiệu quan khách cùng chào anh em. Sau là binh chủng có tên, 71 năm vẫn mang tên Bác Hồ. Nhân dân ta rất tự hào, tuyệt đối tin vào bộ đội các anh, giữ cho đất nước yên bình, nay được hòa bình nhờ có các anh. Vâng, bài thơ của bác Trương, khán giả 75 tuổi sống ở Thái Bình đã gửi về cho chúng tôi. Và qua đây thì bác Trương cũng có lời nhờ cậy tới chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Tôi có hai người em là liệt sĩ chống Mỹ, hiện nay chưa tìm thấy hài cốt. Nguyễn Đình Dậu, sinh năm 1946, nhập ngũ tháng 9 năm 1965, chức vụ chính trị viên phó đại đội, đơn vị NB, hy sinh ngày 18 tháng 10 năm 1971. Người em thứ hai tên là Nguyễn Đình Điển, sinh năm 1943, nhập ngũ tháng 2 năm 1965, bộ đội đặc công, hy sinh tại quân cảng Cam Ranh. Hai em đều báo tử là mặt trận ở phía Nam.
Và có ai biết được hai người em của tôi mộ phần ở đâu? Xin hãy báo cho anh trai là Nguyễn Đình Trương ở Phú Mỹ, Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình hoặc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Bức thư tiếp theo sẽ là từ khán giả Nguyễn Văn Lan ở Hoài Trung, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh. Bác cũng có một bài thơ mang tên gọi Tôi vào bộ đội. Tôi vào bộ đội năm xưa, đánh Mỹ cứu nước, ước mơ hòa bình. Ngày nay đất nước màu xanh, các anh tiếp bước xây thành nguy nga. Con hồng cháu lạc một nhà đã cùng xây đắp bài ca yêu đời, đất biển và cả bầu trời. Quyết tâm gìn giữ nghe lời bác khuyên. Giữ cho tổ quốc bình yên, dân giàu nước mạnh tiến lên vững vàng. Hội nhập kinh tế mở mang, sánh vai cường quốc vẻ vang nước nhà. Vâng, đúng là tinh thần của các cựu chiến binh đúng không ạ? Và qua 4 kênh tương tác với chương trình, đó là địa chỉ Viện Thư Viết Tay, địa chỉ Hòm Thư Điện Tử, Facebook và trang web chính thức của chương trình, thì chúng tôi luôn luôn mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm và yêu mến của khán giả truyền hình cả nước dành cho chúng tôi là chiến sĩ.